để Singapore có thể trở thành con rồng châu Á như hiện nay, thì thế hệ đi trước của Singapore đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự tiến bộ này. Chương trình được thiết kế để các bạn có thể làm việc nhóm, các bạn có thể làm việc độc lập, các bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả, cũng như là suy nghĩ có logic hơn.